Hello, xin chào toàn thể chị em nhé. Hôm nay thì cửa hàng em về một con Rebel 500 này siêu lướt đây. Ô tô chỉ có 100 km thôi. Nhắc lại cho anh chị em mình là 100 km. Xe biển Sài Gòn 2021, màu đen nhám. Xe đồ chơi xương xương vài món gọi là đủ xài thôi. Những con này thì chắc em không cần quay chi tiết đâu vì nó quá đẹp rồi. Tráng qua nước lạnh là lộng thôi. Đó, xe 100 cây như một con xe mới. Hôm qua em mua là 80 km. Rồi hôm nay vòng về nhà là nó lên tới 105 rồi. Đó, biển Sài Gòn sẵn luôn. Một chủ từ đầu, Bojin lên được cái baga cho anh chị em mình. Đấy. Đấy, cái mão trước. Xe thì khỏi bàn, quá đẹp rồi. Gầm máy thì coi như là sáng bóng luôn. Mấy xe này chỉ bàn về giá thôi. Anh em mình không cần bàn về chất lượng. Đĩa nó còn chưa hết sọc luôn này. Đấy, thấy chưa? Anh chị em nào mà có nghề mua bán xe hay là biết coi xe thì nhìn cái đĩa là có thể biết nha. Sơn coi như là không một vết chảy luôn. Em vừa mới rửa xong, đang phơi nắng cho nó khô rồi bắt đầu chụp ảnh đăng bán cho anh chị em mình. Thì với cái mẫu Rebel 500 form mới này, đi 100 km biển Sài Gòn sẵn, thì em sẽ để cho anh chị em mình với giá là 149 triệu. Đó. Thì số điện thoại của em là 0974847553. Anh chị em mà cần thắc mắc hay là tư vấn thêm về vấn đề giúp hồ sơ vận chuyển sang tên gì đấy thì có thể gọi trực tiếp hoặc nhắn Zalo nhé. Những cái con siêu lướt này thì em chỉ quay và thông báo cho anh chị em mình là mình đã có hàng. Đó. Những anh chị nào mà cần mua xe mới thì không thể bỏ qua nhé. Hôm nay em về rất nhiều xe luôn này. CV 150 3.000 cây này, 69 năm này. Rất là nhiều luôn. Đó. Thì cũng đã rửa ráy xong, để bên trong nhà rồi. Thì kênh em sẽ quay từng con một cho anh chị em mình xem. Đây, CB 150 cũng 69 năm, đi 3.000 cây. Đó, trong kia cũng có kìa, còn 4-5 con nữa. Rồi ok, hẹn anh chị em mình ở clip sau nhá. Clip này em chỉ quay con Rebel đấy thôi. Và giá em bán là 149 triệu. Anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua bán thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho em nhá.